Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi vào chủ đề là làm thế nào để viết được một câu văn sinh động và ấn tượng nhé. Để viết được một câu văn sinh động và ấn tượng thì có rất là nhiều cách khác nhau, nhưng mà trong video này chúng ta sẽ tập trung vào cái cách đầu tiên, đó là cách sử dụng từ láy. Vậy thì chúng ta hiểu từ láy là gì? Từ láy được biết đến là một dạng đặc biệt của từ phức. Chúng được cấu tạo bởi hai tiếng trở lên và thường có điệp vần ở âm đầu, âm cuối ở toàn bộ các tiếng trong một từ. Người ta chia thành hai loại chính, nó là từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận. Khác với từ ghép thì nếu như từ ghép hầu như là các tiếng thường có nghĩa, thì ở từ láy thì chỉ có một tiếng có nghĩa, còn các tiếng còn lại thì không có nghĩa, hoặc là tất cả các tiếng trong từ láy đều không có nghĩa. Vậy thì sử dụng từ láy trong câu sẽ có tác dụng gì? Từ láy khi mà sử dụng thì cái tác dụng như sau. Thứ nhất, nó có tác dụng nhấn mạnh một cái nội dung nào đó. Thứ hai là từ láy thường gợi hình và gợi cảm, gợi liên tưởng phong phú và nó có tác dụng miêu tả một cách sống động và có hồn. Thứ ba là từ láy thường tạo nên nhạc tính cho từ, làm cho câu văn có tính nhạc, đọc lên nghe sinh động. Và từ láy thường là những cái từ tạo nên từ tượng thanh và từ tượng hình, thường gợi âm thanh và hình ảnh rất là rõ rệt. Để hiểu hơn thì chúng ta sẽ đi vào cái việc so sánh những ví dụ cụ thể như sau. Ví dụ khi miêu tả một chiếc kẹo thì chúng ta có thể có nhiều câu miêu tả khác nhau, nhưng mà chúng ta hãy so sánh xem là cách miêu tả của câu có từ láy và câu không có từ láy thì câu nào sẽ hay hơn nhé. Cái kẹo bé xiu xiu xiu, cái kẹo bé tí tí tí. Rõ ràng là khi mà chúng ta thêm các cái từ láy vào đằng sau chiếc kẹo và tính từ bé thì rõ ràng là nó sinh động và gợi hình hơn rất là nhiều. Chí mà nó còn thể hiện cái thái độ, cái cảm xúc của người nói đối với hình ảnh. Cái kẹo thể hiện là cái kẹo ấy rất là xinh xắn này, cái kẹo ấy rất là nhỏ, đáng yêu. Một ví dụ thứ hai, miêu tả nước có một cụm từ là nước trong, nhưng mà bây giờ chúng ta thêm vào từ láy ở đằng sau thì chúng ta sẽ thấy nó khác, nó gợi tả và nó sống động hơn. Nước trong leo lẹo, hay là trời nắng chang chang, hay là một cụm từ khác như là mặt xinh tươi, mặt tươi soi rói, ăn nói dễ nghe, mặt hồng hào, gặp ai cũng chào. Rõ ràng là khi thêm các từ láy vào thì chúng ta thấy câu văn nó sẽ có tính nhạc hơn, mà đọc lên nghe dễ nghe hơn và dễ nhớ hơn. Một ví dụ về một câu văn sử dụng từ láy: cậu ấy không thích vận động, cậu ấy suốt ngày chỉ ngồi ì một chỗ. Cậu ấy là vua của những vị vua không thích nhúc nhích. Rõ ràng là ở trong câu văn thứ ba thì khi chúng ta sử dụng từ láy thì nó sẽ ấn tượng hơn và câu văn sinh động hơn. Ví dụ tiếp theo: con cá tươi, con cá dãy đành đạch. Rõ ràng cái từ dãy đành đạch thì nó thể hiện là vừa tươi và vừa rất khỏe. Từ láy thì được sử các nhà văn nhà thơ sử dụng trong thơ văn rất là nhiều. Chúng ta hãy xem là khi mà tác giả dùng những cái từ láy thì nó sẽ có hiệu ứng như thế nào nhé. Ví dụ trong bài thơ Lượm, nhà thơ Tố Hữu có sử dụng những từ láy như sau: chú bé loắt choắt, cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Một loạt các từ láy như là loắt choắt này, xinh xinh này, thoăn thoắt, nghênh nghênh, nó đều gợi lên cái gì đấy rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu và nhanh nhẹn hoạt bát, vừa gợi hình và vừa gợi được cái cảm giác đáng yêu, thân thiện. Ở trong ca dao ấy thì là sản phẩm của dân gian, nhân dân lao động, là những cái người mà rất là nhiều người không được đi học nhưng mà cũng sáng tạo và góp phần tạo nên những cái câu ca dao rất là hay, ở đó có rất nhiều những cái từ này. Thân em như quả xoài trên cây, gió đông gió tây gió nam gió bắc, nó kêu lúc la lúc lắc trên cành. Thì rõ ràng là cái từ láy lúc la lúc lắc nó rất là gợi hình, nó gợi lên hình ảnh một cái quả xoài là bị gió đưa đẩy liên tục liên, và nó gợi lên cái thân phận của người phụ nữ bấp bênh không được tự chủ. Ở nhà thơ Thần Đồng Trần Đăng Khoa cũng là một nhà thơ thành công với rất nhiều những cái bài thơ có sử dụng từ láy. Trong bài thơ Buổi sáng ở nhà em thì Trần Đăng Khoa viết: cậu mèo đã dậy từ lâu, cái tay sửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng, mụ gà cục tác như điên, làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi. Cái na đã tỉnh giấc rồi, đàn chuối đứng vỗ tay cười vui sao. Chị tre chải tóc bên ao, nàng mây áo trắng ghé vào soi gương. Bác nồi đồng hát bùng bong, bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà. Ở đây là các cái từ láy được kết hợp với những biện pháp nhân hóa làm cho sự vật hiện lên rất là sinh động. Đó là những cái từ láy như là nghiêng nghiêng, huyên thuyên, bùng bong này, loẹt quẹt này, lom khom này, đều rất là gợi hình ảnh, gợi cảm.
Một cái bài thơ khác cũng rất là quen thuộc với các bạn thiếu nhi đó là bài thơ Thương Ông của tác giả Tố Mỡ. Ông bị đau chân, nó sưng nó tấy, đi phải chống gậy, khập khiễng khập khà, bước lên thềm nhà. Nhấc chân quá khó, thấy ông nhăn nhó, việc chơi ngoài sân lon ton lại gần, âu yếm nhanh nhỏ. Ông vịn vai cháu đỡ ông lên, ông bước lên thềm trong lòng sung sướng, quẳng gậy cúi xuống, quên cả đớn đau. Chúng ta thấy cũng có rất nhiều từ láy như là khập khiễng, khập khà, nhăn nhó này, lon ton này, âu yếm nhanh nhỏ này, sung sướng này, đớn đau này. Tất cả những cái từ láy này nó đều vừa gợi hình tượng, vừa gợi cái tình cảm, cảm xúc. Một bài thơ khác của tác giả Lê Anh Xuân trong bài thơ Trở Về Quê Nội, tác giả cũng miêu tả hình ảnh nữ thanh niên xung phong với cái hình ảnh rất đẹp đẽ, và ở đây tác giả dùng cái từ láy gợi hình gợi tả rất là nhiều. Ta yêu giọng em cười trong trẻo, ngọt ngào như nước dừa xiêm, yêu dáng em qua cầu tre lắt lẻo, dịu dàng như những nàng tiên. Chúng ta thấy có những cái từ láy như là trong trẻo, ngọt ngào, lắt lẻo, dịu dàng, những cái từ này đều gợi lên cái hình ảnh, gợi lên cái âm thanh về hình ảnh về một người cô, một người con gái rất là dịu dàng nhưng mà cũng đầy dũng khí. Ở ngoài ở trong thơ ra thì trong văn chúng ta thấy các nhà văn cũng sử dụng từ láy rất là nhiều, và một trong những cái nhà văn nổi tiếng đó là Kim Lân. Ở trong tác phẩm Vợ Nhặt của mình thì ông đặc biệt sử dụng rất là nhiều từ láy, bạn đều hầu hết nó đều là những cái từ mà gần gũi dân dã và thân thuộc với mọi người, làm cho cái bài văn có cái sức ám ảnh rất là lớn. Ví dụ, con đường khẳng khiu, dãy phố úp sụp, dáng đứng tây ngây bà lão lọng khọng, những người đói giật giờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma, khuôn mặt hốc hác u tối bỗng dưng rạng rỡ hẳn lên. Cái nhà vắng teo đứng rúm gió trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại, quần áo tả tơi như tổ đỉa, khuôn mặt lưỡi cày xám xịt, thị vẫn đứng khép nép, trong người êm ái lửng lơ, ngỡ ngàng như không phải. Cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên, bà lão xăm xắn thu dọn quét tước nhà cửa. Một nhà văn nữa cũng được coi là bậc thầy về sử dụng ngôn từ đó là Nguyễn Tuân. Ông giống như một người lái đò trên dòng sông chữ vậy, và trong cái dòng sông chữ của ông thì chúng ta thấy sẽ thấy có rất là nhiều những cái từ láy được miêu tả rất ấn tượng, gợi hình gợi và gợi cảm rất là cao. Đó là hình ảnh ông lái đò với một loạt các cái từ láy được miêu tả như là khuôn mặt ông he hé một nửa miệng cười, tay ông lêu nghêu như cái sào, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh gò lại như một kẹp lấy một cái cuống lái tưởng tượng, giọng ông ồn ào ào như tiếng nước trước mặt gành sông, nhưỡng giới ông vòi vọi như lúc nào cũng mong một cái bến xa nào trong sương mù. Ông giơ đôi tay lên, đôi cánh tay trẻ tráng quá. Rồi dòng sông Đà thì được ông miêu tả: mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt người bầm đi vì rượu bữa. Và tất cả những cái từ láy này thì đều có cái tính gợi hình, gợi cảm rất là cao, làm cho câu văn trở nên sinh động và ấn tượng hơn rất là nhiều. Và như vậy là một bài học rất là đơn giản. Mỗi khi chúng ta nói hay là chúng ta viết văn, khi chúng ta muốn làm cho câu văn trở nên sinh động và ấn tượng hơn thì chúng ta chỉ việc dừng lại, thay cái từ mà chúng ta định viết bằng những cái từ láy có ý nghĩa tương đương thì câu văn sẽ trở nên sinh động và ấn tượng hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúng ta sẽ còn gặp lại ở những cái cách viết khác để khiến cho câu văn sinh động ấn tượng hơn nhé.